Ok, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách đọc bảng giá chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào vps.com.vn. Đó, địa chỉ đây. Và chúng ta sẽ vào phần bảng giá trực tuyến để tiến hành đọc bảng giá chứng khoán. Thì về cơ bản thì mỗi công ty chứng khoán sẽ có một cái giao diện bảng giá khác nhau. Nhưng nhìn chung thì nó đều có chung một bố cục giống nhau hết. Nó đều bao gồm những nội dung ví dụ như là biểu đồ thể hiện tăng giảm của các thị trường như là thị trường VN Index này, HNX này, HNX, VN30 này chẳng hạn, và các thông số chỉ số của các cái thị trường này được hiển thị ở đây. Đó, ví dụ như VN Index hiện tại đang là bao nhiêu điểm này, HNX đang là bao nhiêu điểm này. Và tiếp theo là cái thanh ngang này gồm những cái danh mục mà nhà đầu tư theo dõi. Đó, ví dụ như mình muốn theo dõi danh mục nào thì mình có thể đặt tên cho nó vào đây và thêm cái cổ phiếu cần thêm cần theo dõi vào nó. Tiếp theo nó chính là sàn hô, rất là sàn HNX. Thì sàn hô cũng nghĩa là sàn của VN-Index, cũng nghĩa là gồm những cổ phiếu thuộc sàn chứng khoán Hồ Chí Minh, thuộc chứng khoán Hồ Chí Minh, và HNX là thuộc chứng khoán Hà Nội. Thì VN30 ở đây có nghĩa là top 30 cổ phiếu tăng trưởng của VN-Index, và HNX30 cũng nghĩa là top 30 cổ phiếu tăng trưởng tại HNX của sàn HNX. Thì chúng ta hiểu cơ bản là như vậy thôi. Thì khi ấn vào những cái sàn này thì chúng ta sẽ ra hàng loạt danh sách những cổ phiếu thuộc cái sàn hô đó, và HLX thì cũng tương tự như vậy thôi. Đó, thì về cơ bản thì cách đọc bảng giá chứng khoán thì chúng ta sẽ quan tâm ở cái phần dưới này. Đọc bảng giá chứng khoán thì sẽ gồm những cột, như là cột đầu tiên là cột mã chứng khoán. Mã chứng khoán này thì ai cũng biết rồi, mã chứng khoán có nghĩa là mã cổ phiếu của công ty cổ phần. Đó, thường thì mã chứng khoán sẽ là mã gồm 3 chữ cái được viết in hoa, ví dụ như BIDV. Tiếp theo là TC, của TC này chính là cột giá tham chiếu. Giá tham chiếu có nghĩa là giá đóng cửa ngày hôm trước. Ví dụ ngày hôm trước cổ phiếu BID này đóng cửa mức giá 39.300 đồng thì nó sẽ lấy đó làm giá tham chiếu cho ngày hôm nay. Đó, giá trần với giá sàn. Giá trần có nghĩa là mức giá tăng 7% so với giá tham chiếu, và mức giá sàn có nghĩa là mức giá giảm 3% so với mức giá tham chiếu. Và mức giá trần với mức giá sàn này có nghĩa là mức giá trần là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư được phép đặt lệnh trong ngày, và mức giá sàn có nghĩa là mức giá thấp nhất nhà đầu tư được phép đặt lệnh trong ngày. Có nghĩa là cổ phiếu này chỉ được phép dao động trong khoảng giữa giá trần và giá sàn thôi, được chưa? Tiếp theo là bên mua khớp lệnh và bên bán. Bên mua nghĩa là những người đi mua cổ phiếu, bên bán nghĩa là những người đi bán cổ phiếu. Bên mua thì sẽ có gồm các bước giá như là giá 3, khối lượng 3, giá 2, khối lượng 2, giá 1, khối lượng 1. Thì có nghĩa là giá 3 sẽ đi kèm khối lượng 3. Ví dụ như BIDV được mua với mức giá 39.620 đồng với khối lượng là 7.090 cổ phiếu, được chưa? Tôi mua cổ phiếu này với mức giá là như thế này, với khối lượng là như thế này. Ok. Mua với mức giá 39.700 đồng với khối lượng là 13.230 cổ phiếu. Tiếp theo giá 1 đi với khối lượng 1, nghĩa là mua cổ phiếu này với mức giá 39.750 đồng với khối lượng là 19.910 cổ phiếu. Tương tự bên bán cũng như vậy, tôi bán cổ phiếu này với mức giá 40.000 đồng với khối lượng là 4.020 cổ phiếu. Tiếp theo giá 2 sẽ đi với khối lượng 2 và giá 3 sẽ đi với khối lượng 3. Thì khi giữa bên mua với bên bán này họ cùng mua cùng bán với mức giá giống nhau thì cổ phiếu sẽ được tiến hành khớp lệnh, và giá khớp lệnh nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, tăng giảm bao nhiêu so với giá năm trước sẽ ghi ở đây, và được khớp lệnh với mức khối lượng là bao nhiêu sẽ được ghi ở đây, và tổng khối lượng ở đây chứ là tổng khối lượng của phiếu được khớp lệnh trong ngày. Ok nhá. Tiếp theo là TB, nghĩa là trung bình, cao nghĩa là cao nhất, thấp nghĩa là thấp nhất. Có nghĩa là giá cổ phiếu này đã chạm mức cao nhất trong ngày là ở mức giá 40.000 đồng, và chạm mức giá thấp nhất trong ngày là mức giá 39.300 đồng. Thì có nghĩa là nó sẽ lấy mức giá cao cộng mức giá thấp này chia đôi sẽ ra mức giá trung bình. Ok. Và nhà đầu tư nước ngoài đây cũng là nhà đầu tư nước ngoài mua trong ngày là 112.860 cổ phiếu, và họ bán trong ngày là 10.590 cổ phiếu. Đó, đó là cách đọc đơn giản nhất bảng giá chứng khoán. Bảng giá chứng khoán nói chung rất đơn giản thôi, nó chả có gì, chỉ nó chả có gì cả, chỉ có bên mua bên bán này. Đó, giá 1 thì khối lượng 1, giá 2 thì khối lượng 2, giá 3 thì khối lượng 3, tương tự như vậy thôi. Và khi bên mua và bên bán cùng mua cùng bán với mức giá giống nhau thì cổ phiếu sẽ được tiến hành khớp lệnh ở đây. Đó, thì giá khớp lệnh thì chính là giá của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Ok. Thì ngoài ra cổ phiếu này được bảng giá này còn được nhận biết tăng giảm dựa vào màu sắc nữa. Màu xanh lá cây hiển thị cho việc cổ phiếu tăng giá, màu vàng thì biểu hiện cho cổ phiếu bằng giá tham chiếu, cũng nghĩa là không tăng không giảm so với ngày hôm trước.
Màu tím có nghĩa là biểu hiện cho cổ phiếu tăng kịch trần, có nghĩa là cổ phiếu tăng 7% so với giá tham chiếu. Và ngược lại, màu xanh dương có nghĩa là giá cổ phiếu giảm 7% so với mức giá tham chiếu. Và nhà đầu tư thường thích màu tím với màu xanh lá cây bởi vì người ta sẽ có được tiền khi nắm giữ cổ phiếu. Ngược lại, khi nó có màu xanh dương có nghĩa là giá cổ phiếu giảm 7% là người ta bị mất tiền và không ai thích được đâu cả. Thì hiện tại chúng ta đang xem bảng giá tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Thì khi chúng ta nhấn vào cái chữ cái này, nhấn vào cái chữ cái cổ phiếu này thì nó sẽ ra một cái bảng khác về biểu đồ kỹ thuật. Thì hầu hết tất cả công ty chứng khoán đều có ra một cái biểu đồ kỹ thuật này là như thế này hết, nhưng ở VPS nó có cái khác, đó chính là nó có cái từ kỹ thuật thế này đó. Thì khi ta ấn kỹ thuật này thì bảng giá VPS người ta sẽ thống kê cho bạn cái các cái chỉ tiêu kỹ thuật, các cái chỉ số kỹ thuật đang ở mức nào, mức trung tính, mức mua hay là mức bán. Từ đó các chỉ báo đưa ra kết luận là bán mạnh đó, và đường trung bình động người ta sẽ đưa ra các chỉ số ở đường trung bình động như nào, người ta đưa kết luận ở đường trung bình động là trung tính. Và dựa vào hai cái này người ta sẽ đưa ra một cái kết luận cuối cùng, đó là nên bán hay nên mua ở đây. Đó là cái rất hay của VPS. Và nếu như mà bạn chưa mở tài khoản chứng khoán thì có thể liên hệ tới mình để mình mở tài khoản, hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán VPS. Và ở đây thì ở VPS thì hỗ trợ mở tài khoản chứng khoán là free, không mất một phí nào hết. Mình sẽ hỗ trợ in hồ sơ cho bạn rồi gửi hồ sơ cho bạn ký để tiến hành mở tài khoản. Và khi mở tài khoản tại VPS thì bạn sẽ giao dịch miễn phí cơ sở và phái sinh, không mất một khoản phí giao dịch nào hết.